Xin chào bạn, trong video này mình sẽ nói về những điều bạn nên chú ý khi làm nghề age care. Khi mà làm nghề age care đó thì bạn sẽ được training trong lớp nha. Cô giáo sẽ nói cho bạn là những cái việc bạn cần làm. Đặc biệt nhất là an toàn lao động nha. Thì an toàn lao động ở Úc này nó là gọi là safety first nha. À, an toàn là trên hết. Thành ra những chuyện sau đây thì bạn nên chú ý. Thứ nhất là bạn không nên mang trang sức hàng dạ. không mấy chân sức có nghĩa là không mang dây chuyền không mang cái nhẫn nha dạ. nhẫn trơn thì ok nhưng mà nhẫn uh, có cái hộp ở trên đó nha dạ, thì không nên cái dây chuyền tại sao lại không nên mang dây chuyền khi mà bạn làm việc với người mà có dementia đó những người mà ở trong miễn lão vậy thì cái tính người ta cũng không có hiền đó bạn người ta rất là cọc mà người ta nằm một chỗ nữa tâm lý người ta rất là khó chịu khi mà bạn đến gần người ta chăm sóc người ta đó có thể có chuyện này chuyện kia xảy ra không phải là lúc nào nó cũng xảy ra có khi người ta cảm thấy không có vui có khi người ta cảm thấy khó chịu thì sẽ có chuyện xảy ra thôi và thí dụ như vậy mình có thể sẽ giúp đỡ cho người ta là làm vệ sinh cá nhân mà ngay tại giường luôn tại vì người ta cảm thấy không khỏe dạ thí dụ như bạn đeo dây chuyền vậy dạ? thì bạn đeo dây chuyền nó lòng thòng ở đây khi mà bạn cúi xuống mà bạn lau mặt cho người ta đó thì cái sợi dây chuyền đó nó sẽ là cái chỗ mà giống như nó hơi cản trở bạn thì có thể là người ta giận lên và người ta nắm sợi dây chuyền này của mình á nhà dạ? người ta kéo xuống rồi lỡ nếu dây chuyền đó mất tiền nhỉ dạ? thì nó bị đứt ra thì công ty chưa chắc sẽ hoàn lại cho mình tại vì Ai kêu đi làm mang dây chuyền gì Cái việc mà mang dây chuyền Nó khó nói lắm bạn Mình thật sự nó không nên đeo nha Tại vì nó cản trở mình Tại vì có nhiều lúc là dây chuyền Nó có mặt đó bạn Thì tất nhiên nó có có mặt ở đây thì dễ nắm hơn Dạ nắm gửi xuống một cái Nếu mà hư đồ không thì không nói Lỡ mà bị chày da nè Rồi bị thế này thế kia Rồi đồ nó văng tung tóe ra Thì cái đó nó không đáng vậy. Thì tốt nhất là những cái dây chuyền bỏ nhà Tiếp theo là nhẫn, nhẫn trơn thì không có sao dạ, tại vì khi mình lỡ mình quẹt người ta nha. thì cái nhẫn trơn này nó không có làm hại cho cái da của người ta. Mà lỡ cái nhẫn này mà nó có hột nha. Thì nó có hột thì nó có mấy cái gai nó chĩa lên vậy để nó giữ cái hột. Thì lỡ cái gai đó mà nó hơi bén chút xíu hoặc là bạn nghĩ nó không bén đi nhưng mà lúc bạn quơ một phát thôi là rách da của người ta. Thì người ta mới nói Ờ cái cô này làm cho tôi Mà bây giờ làm rách da tôi Thì lúc đó nó hơi phiền Thì để tránh cái chuyện đó nó Không nên đeo nhẫn mà có hộp Không nên đeo nhẫn mà nó hơi Hơi nhô nhô lúc xíu là không nên Tốt nhất là nhẫn trơn hoặc là không đeo gì hết Thì nói đến đây á Có nhiều người làm ice care nó Trời tôi mang bình thường nó có sao đâu Làm gì mà nghiêm trọng ấy Ờ thì đối với bạn nó là bình thường nhưng mà cái work safety thì nó không có bình thường nha. lỡ có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái đồ trang sức của bạn cho cái việc an toàn của bạn và lỡ mà mình có quẹt người ta một phát mà mình rách da thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm việc thứ hai mình muốn nói đây là việc mang dầu thơm nha mang dầu thơm á là xịt dầu thơm người á nhiều lúc á bạn có để ý là có nhiều người người ta mang cái mùi dầu thơm thì nó mà khó chịu quá nha đã mang người thơm khó chịu còn xịt nhiều đó bạn thì nó nồng nó nó nồng nặc đó nha mà thí dụ như mình thích cái mùi đó mình xịt đi thì mình xịt lên dạ nhọt thôi thì dễ may maybe ok nhưng mà bạn nghĩ bạn thích cái mùi đó nhưng mà người khác có thích không chưa chắc Dạ. Yeah. Um, có nhiều người người xịt dầu thơm người ta nghĩ đó là thơm nhưng mà đối với bạn này trời ơi sao có mùi nó nồng quá đi mình chịu không nổi hoặc là có nhiều người cái mũi người ta bị dị ứng với dầu thơm á bạn mỗi lần người ta ngửi dầu thơm á thì người ta bị chảy nước mũi hoặc là người ta bị ác xì yeah. nhá mà chứ mà xịt dầu thơm kiểu như là nó nồng nặc á thì không nên nha yeah. tại vì cái mùi đó bạn thích nhưng mà chưa chắc người khác thích cái mùi đó có thể bạn nghĩ nó không nồng nhưng mà đối với người khác là quá nồng luôn nha thì không nên sử dụng cái đó nếu bạn có bị mùi hôi cơ thể có nghĩa là hai bên đây nha thì bạn có thể xài chút chút và để khử mùi thôi còn xịt dầu thơm để mà như ăn tịt thì không nên điều thứ ba mình muốn nói là đầu tóc phải gọn gàng nha như xỏa như mình là không được rồi đó tại vì á khi mà bạn đi làm cho người ta thì bạn biết vệ sinh cá nhân có nghĩa là bạn tiếp xúc với người ta mà lỡ thí dụ như đó là cái chỗ không có sạch đi mà lỡ tóc bạn nó chấm vô đó khi bạn cúi xuống với bạn làm việc hoặc là khi bạn à, lỡ đi nhỉ? lỡ bất cứ chuyện gì mà tóc bạn chấm xuống thì thấy tóc mình nó dơ rồi à, lỡ đi lỡ những người mà mình nói à, những người mà người ta đang tâm trạng người ta không vui với bạn người ta có thể nắm tóc mình kéo xuống bất cứ lúc nào và dạ, lúc đó thì như thế nào đây nếu tóc bạn gọn gàng thì nó đỡ lắm nó không có bị dơ tóc nè nếu mà có những cái chỗ dơ mà mà tóc mình có thể sẽ bị chấm vô hoặc là tóc gọn gàng thì cái việc mà người ta nắm tóc mình kéo xuống nó cũng không có xảy ra nhiều nhưng nếu bạn cứ không sao đó kể để như đẹp thích thích để như cũng không sao dạ nhưng mà nhìn thấy nó dơ lắm bạn một là mình có thể cột tóc gọn lên hai là có thể cột tóc đôi đuôi ngựa, ngựa nha để như thế nào cũng được nhưng miễn sao nó gọn và nó sạch sẽ là được rồi việc thứ tư là việc mà không cần phải nhắc luôn bạn là phải đi làm đúng giờ nha à, cái việc mà đi làm đúng giờ này nó nên là bất cứ chỗ nào chứ không phải là chỉ có ace care không à, thì trong Age Care tại sao mình nên đi làm đúng giờ Thí dụ như bạn làm ở Phải đi Làm ở Phải đi À, thì bạn nên đi trước khoảng chừng 15 phút Tại sao? Tại vì lúc đó mình có thời gian chuẩn bị Thí dụ như à, 7 giờ bắt đầu làm việc đi Thì 7 giờ mình phải có mặt ở ngay counter của nursing Của à, y tá nhỉ? Thì để nghe người ta phân công làm việc và đọc cái care plan Và nếu mà bạn đi trước á Bạn có thời gian bỏ... Cái đồ dùng của bạn Điện tư của bạn Vô tủ Rồi bạn có thể chuẩn bị đồ Như là Làm một ly trà để uống nhỉ à, Trước khi mà vô chỗ làm nhỉ Cho nó sản khoái hoặc là uống nước nè hoặc là ăn miếng bánh cho nó có tinh thần các bạn nếu mà bạn muốn bắt đầu một ngày của bạn nó thoải mái chút xíu thì nên đi đến đúng giờ hoặc là đi sớm hơn chút xíu chứ đừng đi trễ thí dụ như bạn làm và xe mà bạn vừa tới đúng giờ có nghĩa là bạn đã đi trễ rồi đó tại vì bạn tới đó bạn còn phải để đồ của bạn vô trong tủ nè không có thời gian làm nước uống mà bạn chạy thẳng tới counter luôn thì cái công việc của mình thấy nó hơi nó gấp gấp rút quá nhỉ thì bạn sẽ không có sự chuẩn bị kỹ cho cái bữa làm của bạn và nếu mà bạn không có chuẩn bị được đó, thì cái ngày đó của bạn nó sao sao á khi bạn bắt đầu làm việc đó, nó hơi khó chịu xíu nhìn thấy cái gì đâu mà nó cứ sát sát nhau vậy rồi nếu bạn làm trong home care community thì bạn càng không nên đi trễ nha nếu bạn có đi trễ thì cái thời gian dao động mà công ty thường họ cho phép là khoảng 15 phút nhưng mà nếu bạn đi trễ hơn 15 phút thì mình phải báo liền cho công ty để công ty báo cho khách hàng của mình mà khi bạn đến trễ thì cái tâm lý của bạn nó kỳ lắm giống như là mình thấy mình tự nhiên mình đi trễ vậy thì lỡ mà người ta trách mình Ủa sao cô đi trễ vậy Thế này nó kia Nhiều lúc người ta nói vậy đó Nhưng mà thật sự ra ai cũng có công việc được á, Ai cũng có thể có đi trễ được Nhưng mà người ta nói Ồ tôi lỡ cỡ công việc của tôi Rồi thế này thế kia mình nghe Mình nhức đầu lắm bạn Nên thành ra là không nên đi trễ Khi mà mình đi sớm có thể mình có thời gian chuẩn bị À, giống như là coi coi đầy đủ găng tay không nè Rồi có khẩu trang không Nhưng nếu bạn đi trễ đó thì bạn không có thời gian chuẩn bị nha, mà vô trong đó bạn cũng không biết bạn phải làm gì hết tại bạn không có đọc care plan. Nếu đi trễ, không có thời gian đọc care plan thì rất là khó khi mà vô trong chỏng làm. Tại vì vô trong chỏng làm mình phải đọc care plan. Rồi người ta lại nhìn mình nó ủa cái cô này sao mà mất thời gian có cầm cái phone hoài, ừ, tự nhiên sao tới đây không biết làm gì hết. Nên mình nên đọc care plan trước rồi mình chuẩn bị hết xong rồi là mình biết vô chỗ mình làm cái gì thì cái công việc của mình nó nó suôn sẻ khách cũ thì không nói gì nhưng mà khách mới thì người ta nói cái cô này không có chuyên nghiệp xíu nào á tại vì cổ tới mà cổ cầm điện thoại của đọc đọc rồi cũng mất thời gian của mình rồi người ta cảm thấy ủa đã đi trễ rồi mà tới đã còn cầm điện thoại nữa thì mình thấy nó hơi kỳ các bạn. thì tốt nhất bạn đi đúng giờ care plan cần phải hiểu rõ trước khi mà vô làm. Mình hy vọng là video của mình hữu ích cho bạn nào muốn học Ace Care và đang chuẩn bị làm Ace Care. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!